Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ qua bài số 3, được chưa? Bài số 3 thầy đọc đề. Cho mạch điện xoay chiều có tần số F bằng 50 Hz, R bằng 10 ohm, R nhỏ bằng 0, L bằng 0.032, gần bằng 1/10 bi Henry. UAB bằng 100 V. Câu A, tính tổng trở của động mạch. Câu B, tính cường độ dòng điện hiệu dụng. Câu C, tính điện áp giữa hai đầu mỗi phần tử. Được chưa? Như vậy thì bài này chúng ta sẽ giải bằng cách nào? Thầy sẽ tóm tắt. Bài 3. Chúng ta có F bằng 50 Hz, R bằng 10 ohm. Rồi tiếp tục của ta đó là gì đây? L bằng 1/10 bi Henry. Thấy chưa? UAB bằng là 100. Kêu tìm cái bài lượng nào đây? Câu A là kêu mình tính cái gì? Tổng trở. Câu B là kêu mình tính gì? Cường độ dòng điện hiệu dụng. Câu C là kêu mình tính điện áp giữa hai đầu mỗi phần tử. Ở đây chỉ có hai phần tử là R và gì? Và L. Được chưa? Rồi như vậy ta sẽ tìm ba cái câu ABC này như thế nào và cách nào. Như vậy mấy em thấy rồi rằng cho F thì mình có thể tính được gì? Omega. Tại vì bởi vì mình có thể tính được gì đây? Có L để mình tính ZL được. Được chưa? Rồi bây giờ tính Z, mình có công thức Z là gì đây? Z bằng căn của gì đây? R bình cộng cho, ở đây mạch không có C, tức là mình coi như C bằng gì? Bằng 0, cho nên cuối cùng nó sẽ còn là cái này. Đơn giản, đúng không? Đáng lẽ phải là ZL trừ ZC tất cả mình. Nhưng mà L, ZL của mình là gì? ZC của mình bằng gì? Bằng 0 à. Rồi tìm Y hiệu dụng thì công thức là Y bằng gì đây? U chia cho Z. Được chưa? Rồi UR của mình thì bằng là gì? Y nhân R. Còn UL thì sẽ bằng gì đây? Y nhân ZL. Được chưa? Như vậy thì bài này tôi sẽ đầu tiên vô tôi tìm ZL. Được chưa? Rồi thế vô thì em sẽ có được cái gì? 10 ohm. Phần thứ hai là tôi sẽ tính tổng trở Z bằng căn của R bình cộng ZL bình. Được chưa? 10 bình cộng 10 bình tức là ta có là 10 căn 2 ohm. Được chưa? Sau tôi có tổng trở xong rồi, đây là hoàn thành câu A. Bây giờ câu B tôi tìm cường độ điện, nó bằng UAB chia cho Z. Được chưa? Giờ ta có là 10 100 chia cho 10 căn 2. Vậy ta còn là 10 chia cho căn 2, 10 chia căn 2 tức là còn là 5 căn 2 ampere. Được chưa? Rồi câu C là ta tìm UR thì bằng Y nhân cho R là bằng 5. R của mình là 10 cho nên cuối cùng là 50 căn 2 V. UL bằng Y nhân ZL. Được chưa? ZL cũng là gì? Là 50, cho nên cuối cùng mình có là 50 căn 2 V. Đó là xong bài số 3. Được chưa? Rồi. Đây là bài số 3 rất là cơ bản, mấy em chỉ áp dụng khoảng 3 công thức mình đã học. Chúng ta tiếp tục qua bài số 4. Hãy đọc đề bài số 4. Cho dòng điện xoay chiều có tần số F bằng 50 Hz, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là U bằng 120 V, điện trở thuần R và một tụ điện C mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2,4 ampere và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 96 V. Câu A tính R và Z. Câu B tính C và UC. Như vậy ta sẽ làm bài này như thế nào? Bài số 4. Rồi các em mới cùng thầy tóm tắt đề. Ampere UR bằng là 96 V. Câu A kêu mình tính là R và Z. Câu B kêu các em tính là C và UC. Được chưa? Rồi như vậy ta giải bài tập này bằng những công thức nào? Em có thể suy nghĩ cho thầy. Kêu tính R
mình đã có UR rồi, nhưng mà mấy em nhớ là trong mạch máu nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng như đây không đổi, cho nên từ đó ta sẽ tính được là R theo công thức là gì đây, UR chia cho Y. Tính tổng trở thì mình đã có gì rồi, bằng là U chia cho Y, đúng không? Tiếp còn gì nữa không? Tính C thì mình đầu tiên mình phải tìm được U gì, UC gì là và Z gì, ZC. C thì em áp dụng công thức là 1 chia cho OB ra nhân ZC, được chưa? UC thì em có thể áp dụng công thức nào đây, bằng Y nhân cho ZC, được chưa? Như vậy vậy giữa bốn công thức này mấy em sẽ áp dụng để làm giải bài tập, được chưa? Chúng ta cùng nhau giải. Tính R rất là đơn giản, tôi từ định lực ôm tôi suy ra là UR chia cho Y. UR 96 chia cho Y, 96 chia cho 2,4, đây là 140 ohm, được chưa? Rồi Z của ta bằng căn của R bình cộng cho tính tổng trở đây chưa có Z đúng không? Z của ta sẽ bằng là U chia cho Y, bằng là 120 chia cho Y của mình là 2,4, bằng, được chưa? 120 chia cho 54 tức là còn là gì? 50 ohm, được chưa? Rồi tiếp tục câu B, mấy em tìm cho thầy là muốn tìm được C thì mấy em phải tìm được chất gì? Chất C. Vì ZC mình áp dụng là Z bằng R bình cộng cho ZC bình. Ở đây do L không có cho nên mạch của mình chỉ có 2 phần tử, được chưa? Vậy từ đây em suy cho thầy là ZC bằng là 30 ohm. Có ZC mấy em tìm C theo công thức là gì đây? 1 chia cho omega nhân ZC, được chưa? Tức là bằng là 10 mũ trừ 3 3B, đơn vị là farad. Đó, được chưa? Rồi bây giờ muốn tìm là gì? UC thì rất là dễ rồi. UC thì bằng là Y nhân cho ZC. Y của mình là 2,4, ZC của mình là gì? 30, cho nên cuối cùng mình sẽ có là 72 volt. Được chưa mấy em? Đây là một bài tập cũng mấy em áp dụng những công thức cơ bản. Mình phải nhuần nhuyễn các công thức rồi sau đó mình mới hãy nâng cao lên một cái phương pháp dạy để bài toán nhanh hơn, gọn hơn và năng động hơn, được chưa? Còn ở đây mình sẽ giải những bài toán để mình hiểu được công thức, hiểu được ý nghĩa của từng cái đại lượng trong đó và hiểu được cái hiện tượng vật lý, được chưa mấy em? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 5.